Hello and welcome back. Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình tiếp tục với bài 4 của chương 10 về phần feelings. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về một số từ mới. Như là chúng ta có này, có 4 từ mới thôi đúng không nào? Mình có sick, ốm này. Sick, sick, sick. Vì đây là âm y ngắn nên các bạn không được kéo dài nhá. Mình đọc ngắn thôi. Sick, sick. Thứ hai mình có scared, scared, scared. Âm này âm air, 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 scared, 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 đúng không nào? Sợ hãi này. Rồi, thứ ba mình có từ lonely, lonely, lonely. Chữ O này mình sẽ phát là âm O, lonely, lonely, đúng không? Không phải là lonely nha, mà là lonely, lonely. Cuối cùng thì mình có từ dizzy, 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 chóng mặt, đúng không? Rồi thì mình có ở đây mình có lonely là cô đơn đúng không? Scared là sợ hãi này, sick là ốm này, rồi dizzy là chóng mặt đúng không? Rồi từ mới của chúng ta ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi nhá. Tiếp theo mình sẽ chuyển qua phần nghe. Phần nghe ở đây thì hôm nay mình sẽ nghe trước và đọc theo này đúng không? Phần đầu tiên của chúng ta luôn là nghe và đọc theo để chúng ta luyện nói. Thứ hai là phần bài tập. Ở đây thì chúng ta chỉ có 3 câu, trong cái phần bài tập này chỉ có 3 câu nhỏ thôi. Nên là các bạn nghe và làm cho cô nhá. Rất là dễ đúng không nào? Để xem là các bạn ấy bị làm sao, bị ốm hay là bị chóng mặt. Đúng không? Bị ốm hay là mệt mỏi, rồi thì là mệt hay là cô đơn đúng không nào? Rồi, phần cấu trúc câu ngày hôm nay của chúng ta thì lại cực kỳ ngắn. Mình chỉ có cấu trúc câu một câu thôi. What's wrong? What's wrong? Bạn bị làm sao vậy đúng không? Rồi, what's wrong? Có điều gì xảy ra vậy đúng không? Ok, what's wrong? What is wrong? Wrong, wrong. Chữ R là không âm nhá, mình sẽ đọc là wrong, đúng không nào? Mình sẽ đọc là không là what is wrong, what is wrong, wrong, mà mình sẽ là what's wrong, what's wrong, what's wrong. Câu trả lời là I feel, cộng với tính từ đằng sau, ví dụ tôi cảm thấy ốm, hơi ốm một chút, I feel sick. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi này, tôi cảm thấy sợ hãi đúng không? I feel scared. Tôi cảm thấy thật là cô đơn, I feel lonely. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt một chút, I feel dizzy. Rồi, dễ đúng không nào? Thì cái tính từ này các bạn có thể thay bằng những cái tính từ khác mà chúng ta vừa học nhá. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang phần luyện tập. Luyện tập cấu trúc câu này thì mình sẽ có 8 bức tranh ở đây tương ứng với 8 câu hỏi và trả lời. Thì mình người ta đã cho mình những cái tính từ của những bức tranh này rồi. Đầu tiên thì mình có dizzy. Thứ hai mình có sick. Thứ ba lonely. Thứ bốn mình có sleepy. Thứ năm thì mình có scared. Thứ sáu thì có hungry. Thứ bảy là thirsty. Và cuối cùng là sad. Đúng không? Rồi thì mình sẽ hỏi 8 cái bức tranh này với câu hỏi là what's wrong? Và câu trả lời là I feel cộng với tính từ theo sau nhá. Ok, thì vậy thì các bạn luyện tập cho cô 8 bức tranh này nhá. Hỏi và trả lời, hỏi và trả lời. Một phần ở đây là phần ngữ âm, ngữ điệu đúng không nào? Intonation. Thì ở đây thì mình có câu này có I feel sick. I feel sick. Mình sẽ lên giọng ở đây này, đúng không? I feel sick. Rồi cuối câu thì mình sẽ falling down đúng không? Giọng của mình sẽ đi xuống. Thì thường thường thì trong những cái câu mà trần thuật, câu đơn trần thuật ấy thì thường thường như vậy đúng không? Giọng của mình sẽ đi xuống cuối câu. Rồi thì mình sẽ đọc là I feel sick. Thay vì mình đọc một cách bằng bằng như là I feel sick thì mình sẽ đọc là I feel sick nha. Cuối cùng ở đây thì mình có phần game nhỏ ở đây thôi, đấy là game đoán đúng không nào? Rồi đoán xem là bạn thôi bạn bị làm sao. Thì một bạn sẽ lên trước này, rồi bạn ấy sẽ diễn tả cái trạng thái đúng không nào? Trạng thái ví dụ như là ốm thì sẽ ôm bụng hay là gì đấy, mặt mày sẽ nhăn nhó lại đúng không? Rồi các bạn ngồi ở dưới sẽ đoán xem là bạn ấy bị làm sao, đúng chưa nào? Rồi nếu mà đoán đúng, đoán là I feel sick đúng không? I feel sick. Nếu mà đúng thì sẽ là that's right. Nếu mà sai là no nha. Thì cái game này cũng là một cái game mà mình luyện tập lại cấu trúc câu và từ mới. Vậy nên là các bạn cũng nên chơi cho cô nha. Ok, mình nhớ luyện tập bài này thật kỹ này. Và chơi trò chơi nhỏ dưới này nha. Bài của chúng mình đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bài sau nha. Bye bye.